trong ôi cuộc sống là như vậy, nhiều lúc chúng ta đi ngang qua cuộc sống là như vậy, nhiều lúc chúng ta đi ngang qua nhau và gặp nhau thời điểm đó có thể là chúng ta không biết nhau. Cuộc sống là muôn màu, nhưng mà trong biết đó tình yêu chỉ tác động qua bằng một cách đôi mắt chạm nhau. Ok, cái này là vừa mới nghĩ ra luôn đúng không? Đúng rồi. Yeah. Trong một phút mà nghĩ ra được này là ok rồi. Thật ra thì nhiều lúc anh có tham gia một số chương trình rap thi đấu á. Thật ra nó còn khắc nghiệt hơn này nữa. Mà tại cái cảm giác khi mà mình rap thi đấu nó rất là khác so với khi mà mình thể hiện cái gì đó với một bạn nữ khác. Nó làm cho mình rất là bối rối. Ôi, mà em ghi nhận để gì? Nãy giờ em nghe được gì em cảm nhận được nè. Em chắc là nghe kịp cảm nhận được sự bối rối. Theo mình thì Trâm rất là giống với cái mẫu người con gái mình đang cần tìm, cũng là một cái tuyết người mình đang muốn là người yêu sau này. Nếu mà hy vọng là nếu mà Trâm không phải là cặp đôi bí ẩn thì có thể là mình sẽ có một mục tiêu thì giờ để tới cuối chương trình. Mình đã từng chở bạn gái cũ của mình rất là nhiều lần. Không phải trên cái xe này mà là xe cũ của mình. Và đây là cái xe mới của mình mà mình chưa từng chở cô gái nào cả. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mình cũng không chắc. Anh lắp cái yên sau á, là để tham gia cái chương trình này thôi á. Tại vì xe này là anh chạy solo mà. Cuối thu tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe hồng lại tiếp tục tìm đến những thành viên mới của ngôi nhà chung series 13. Và đây, cô gái đầu tiên đã xuất hiện. Đây hẳn là một cô nàng tràn đầy năng lượng. Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của chương trình Love House, ngôi nhà chung. Kaka, cô nàng ca sĩ năng động sinh năm 1998, là một thành viên trong nhóm nhạc nữ Ohio. Và hiện cô đang lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất với một vai diễn ấn tượng trong loạt phim Ba Có Phải Găng Tơ. Đó không phải chuyện của anh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thúy Nguyễn. Ngày danh của mình là Kaka. Mẫu bạn trai lý tưởng của mình thì là phải trưởng thành hơn mình. Thì mình mong muốn là người đó phải cao hơn mình. Càng cao hơn mình càng tốt. Tại vì mình cũng cao rồi, cần có một người che chở. Hy vọng là mình sẽ đi tới đón một bạn nam. Cùng lúc ấy, những chiếc thư mời khác cũng đã được đưa đến tay từng thành viên. Chúc mừng bạn trở thành thành viên của chương trình Love House, ngôi nhà chung. Chúc bạn có chuyến trải nghiệm vui vẻ và tìm được người yêu thương của mình. Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1991, còn có nickname là Jun H, hiện là chủ một cửa tiệm xăm hình nghệ thuật, là một anh chàng người mẫu lịch lãm. Sở thích của anh là Muay Thái. Trên sàn đấu, anh là một chiến binh ngoan cường, nhưng còn trên tình trường thì liệu anh có thành công? Mình là Hoàng Trung, mình 30 tuổi. Công việc hiện tại của mình là người mẫu, mình đến từ Nghệ An. Gu bạn gái của mình là một người tinh tế, chu đáo. Ngoài ra thì mình thích một người con gái có thể trò chuyện cùng mình và có những sở thích và những suy nghĩ chung. Chương trình đã cho anh thêm một thử thách nho nhỏ. Đây là thử thách bí mật dành cho bạn. Bạn phải tìm cách thực hiện mà không cho thành viên khác biết. Thời hạn thực hiện từ lúc đọc thử thách cho đến lúc kết thúc bữa ăn tối tại ngôi nhà chung.
Không thực hiện được thử thách phải chấp nhận một hình phạt bí mật. Thử thách của bạn là chạm vào tóc một cô gái của lớp house trong 10 giây. Khó ạ. Cho dù thử thách có chút khó khăn thì việc đầu tiên là phải đến điểm hẹn gặp cô gái trước đã. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh năm 1999, là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng đã trải qua hai mối tình. Là Hằng, hiện tại mình 21 tuổi, mình đến từ Con Tum và mình đang học marketing của Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra thì mình không có một bạn trai lý tưởng nào cả. Mình hy vọng là có thể chỉ tìm được một cái người mà thật sự yêu thương mình thôi. Thường mà những người con trai thu hút mình là những cái người mà có chí cầu tiến. Bên cạnh đó thì họ cũng biết quan tâm đến bạn gái của mình một cách tinh tế và nhẹ nhàng. Hằng tự nhận mình là người quá cầu toàn, thế nên đến bây giờ vẫn lẻ bóng một mình. Anh tên Trung, em tên gì? Anh là người miền Trung đúng không? Ừ, anh người Nghệ An. Em quê đâu? Em cũng ở miền Trung luôn. Quê đâu? Nhưng mà em ở phía dưới, Tây Nguyên. Em ở Con Tum. Con Tum. Lúc trước là anh học ở đâu? Anh học ở Nga. Anh đi du học về ấy. Xong bây giờ anh làm ở Sài Gòn được 4 năm rồi. Vậy là anh học thạc sĩ? Ừ, đúng. Anh học 7 năm. 7 năm. Thì 5 năm đại học. Với 2 năm thạc sĩ. Vậy là anh học bằng tiếng Nga chứ không phải học bằng tiếng Anh hả? Ừ, học hoàn toàn bằng tiếng Nga đó. Mà anh học về cái gì? Anh học ngôn ngữ tâm lý. Ai cha. Vậy là do anh đến được tâm lý của em không? Bây giờ anh đâu, đâu có dễ vậy. Nhưng mà bây giờ anh đang làm về tâm lý hoặc về tư vấn hả? Không, là anh cũng làm KOL. À. Ừ. À. Có gì ngạc nhiên. kiểu như em làm kiểu chụp hình cho mấy cái shop cũng hợp á. Lookbook nha. Mà em muốn đứng đằng sau. Em muốn đứng đằng sau máy quay. Đứng trong studio nhưng mà đằng sau máy quay hơn là trước máy quay. Vậy sao anh nhận lời tham gia chương trình? Muốn đứng sau máy quay mà đúng không? Thì thử. Nhưng mà đâu phải. Thì reality show thì em nghĩ là nó cũng không có như là lookbook hay này nọ. Tức là nó không có nhiều hình ảnh lắm. Em nghĩ vậy. Em không phải đến đây để branding hay là frame hay whatever. Em đến đây như mọi người bình thường thôi. Hôm nay nói chuyện sơ qua với Hằng thì mình cảm giác Hằng là một người nhẹ nhàng và thú vị, là một người con gái học luật, chắc cũng có vẻ là một cô gái thông minh. Cái ấn tượng ban đầu của mình về anh Trung là một người khá là trầm tính và ít nói. Trong suốt quá trình trò chuyện thì anh cũng là một cái người như vậy luôn. Thì đó. Còn mình cũng khá là ấn tượng về ngoại hình của ảnh. Anh có một cái gương mặt khá là kiểu ấn tượng mạnh đó. Kiểu để lại ấn tượng mạnh cho cái người tiếp xúc. Ủa? Vậy là
xe dừng ở đây vậy ta? Mày này vẽ tranh đẹp quá vậy. Của ngôi nhà chung mà. Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của chương trình Love House. Đây là thử thách bí mật dành cho bạn là hít đất với một bạn gái trong Love House mà ngồi trên lưng. Được, Duyệt, cái này mình làm được. Chuyện nhỏ. Đinh Đông, chàng kiến trúc sư sinh năm 1995, nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra đây là một gymmer thực thụ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đinh Đông. Sinh năm 95, hiện tại mình là kiến trúc sư và kiêm luôn kinh doanh về mảng lĩnh vực tranh này, như là nhà lầu, xe hơi, gái đẹp, là những thứ mình có thể vẽ được chứ không phải mình có. Quê mình thì ở đây, sinh ra ở đây nhưng mà gốc đó là miền Bắc, mẹ thì miền Trung nên là Bắc Trung Nam ở đâu mình cũng có, nên bạn gái ở đâu mình cũng chịu được. Tính ra mình cô đơn cũng hiện tại là cũng được, sinh năm 95 là mình được 25 tuổi rồi, tròn được 25 năm, thì mình thích mẫu bạn gái có tính chất dịu hiền một chút, dáng hình thì có thể cao trên 1m6 càng tốt. Mình thích mẫu con gái gần như là truyền thống, và độ tuổi thì mình nghĩ nên nhỏ tuổi hơn mình càng tốt. Điều mà khiến mình thấy cảm thấy ấn tượng về người con gái là biết quan tâm và chia sẻ, quan tâm về những đam mê của chính mình, đó điều mình cảm thấy quý nhất. Ủa, chỗ này là chỗ làm việc của bạn? Đúng rồi. Bạn là họa sĩ hả? Hay như mình đoán nha, mình chưa hỏi chứ. Không, mình là kiến trúc sư nhưng mà chỉ là biết vẽ thôi. Vậy là thôi. Có đam mê vẽ đúng không? Dạ đúng. Bạn có muốn vẽ thử không? Để mình tư vấn hay vẽ thêm cho bạn cho. Vẽ thử hả? Nên test thử một lần như thế nào, có cảm giác như cầm cọ như thế nào chứ. Vẽ mà nó là một cái cảm xúc rất là feeling luôn. Mình cứ cơ bản mình chưa biết gì, mình cứ vẽ những thứ mình chưa biết gì cũng được. Bạn lấy màu xanh lá thì cũng hơi kỳ nhưng mà thôi cứ lên. Ok. Rồi. Chết rồi, lần đầu tiên cầm cọ fail rồi. Bao lâu rồi bạn chưa có bạn gái? Được bảo hành được 25 năm rồi. Really? Thiệt. 25 năm mà chưa có bạn gái, tôi nghi ngờ quá à. Okay. Cảm giác hình như mình đang bị lừa dối không, mọi người? Chẳng lẽ hai suốt quãng thời gian qua là bạn chỉ đi học thôi hả? Thì nhỏ mình thì mình ham học, còn lớn thì mình dạng như là theo đam mê với lại theo nghề nghiệp. Không biết là những thành viên khác đang ở đâu? Nghĩ là chắc là hiện tại ở ngôi nhà chung đó. Vậy bây giờ tụi mình đi ha. Ok. Ok, let's go. Đây, được mình giữ. Trời ơi. Vẽ mà, nó chút bụi dơ vậy mới ra chất vẽ. Để ý thôi, về giặt lại thôi. Chịu khó đi. Thì mình thấy anh chàng này rất là dễ thương, là anh Đông đó. Thì tại vì anh rất là tử tế với con gái, và có thể là anh tử tế với tất cả mọi người, nên mình bị ấn tượng về phần đó. Tuy nhiên thì mình lại cảm thấy anh thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Bởi vì 25 năm rồi anh chưa có một mảnh tình bắt vai. Và cái điều đó là điều làm cho mình đắn đo nhất trong chuyện tình cảm giữa hai người, nếu có. Tạm gác lại hai cuộc gặp gỡ ban đầu, hãy cùng đến với ngôi nhà chung mà các thành viên của Love House Series 13 sẽ cùng chung sống. Vietlife Residence có thiết kế mang đậm màu sắc dân gian Bắc Bộ. Mỗi phòng ở đây đều là một căn hộ nho nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Qua từng vật dụng nhỏ trang trí, ta có thể thấy chủ nhân đã dày công sưu tập để tạo nên một không gian pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, mang lại cho khách lưu trú nhiều suy niệm về cuộc sống. Và đây, cô gái tiếp theo đã xuất hiện. Đinh Thị Phương Trâm, sinh năm 1999, là một chuyên viên tư vấn thẩm mỹ. Hiện tại thì Trâm đang học và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của Trâm hiện tại đang là một chuyên viên tư vấn và thẩm mỹ. Về sở thích của Trâm thì Trâm thích nấu ăn. Còn về nếu mà nói về mẫu người bạn trai lý tưởng của Trâm thì Trâm thích một anh chàng hơi chững chạc, trầm tính ít nói một chút xíu,
tinh tế và biết quan tâm đến cảm xúc của đối phương là được. Khi mình là thành viên đầu tiên đến ngôi nhà chung thì mình khá là hồi hộp, cũng hơi bỡ ngỡ, tại vì Vũ thì chưa có ai cả nên là mình cũng đầu tiên là nhìn ngắm xung quanh cái ngôi nhà chung của mình, xong rồi ngồi chờ đợi cái thành viên tiếp theo đến. Chàng trai tiếp theo đang đến, liệu có phải người trầm tính ít nói mà Trâm đang chờ đợi? Các bạn với lớp sau ngôi nhà chung. Dạ, em chào chị ạ. Em là thành viên ngôi nhà chung ạ. Mình gửi ba ly rồi, các bạn. Mình tên là Long. Nguyễn Thiện Long, sinh năm 1997, hiện đang là bác sĩ thú y. Mình là bác sĩ thú y, đang học thạc sĩ tại Đại học Nông Lâm. Mình quê ở Đồng Nai. Một bạn gái của mình mong muốn là có một cô gái tóc dài, gầy và cao khoảng 1m6, dễ thương một chút. Mình cũng thích một cô gái quá nhõng nhẽo. Ưu điểm của mình là mình rất là thích thú cưng, có một thể chất rất là tốt vì mình sống rất là healthy. Ngoài ra mình rất am hiểu về dinh dưỡng nữa. Mình rất là mê âm nhạc và du lịch. Âm nhạc thì mình mê rất là rap. Nhược điểm của mình là mình rất dễ bị phân tâm trong các ý kiến luồng trái chiều. Thì mình mong muốn là mình sẽ tìm được một bạn mẫu bạn gái là cũng thích động vật với thú y như mình. Thử thách của bạn là hát rap tặng một bạn gái của lớp hậu. Ok. Đây là cơ hội ngàn năm có một để Long thực hiện thử thách của mình. Anh anh nghĩ là chắc em có thể đoán được cái bề ngoài của anh là nó ảnh hưởng cái gì anh đúng không? Anh là một người rất là mê hip hop. Em nhìn em có thể đoán được điều đó. Thì ok. Anh có vài câu rap muốn tặng Trâm là như này. Thì anh sẽ suy nghĩ nhanh trong vòng mấy phút thôi. Một phút chưa vậy. Ok. Ok. Đây chính là phần freestyle tại chỗ. Ví Trâm là thiên thần, bởi vì Trâm ngã từ trên trời xuống Trâm không có đau. Cuộc sống là như vậy, nhiều lúc chúng ta đi ngang qua cuộc sống là như vậy, nhiều lúc chúng ta đi ngang qua nhau và gặp nhau. Thời điểm đó có thể là chúng ta không biết nhau. Cuộc sống là muôn màu, nhưng mà Trâm biết đó, tình yêu chỉ tác động qua bằng một cách đôi mắt chạm nhau. Ok, cái này là vừa mới nghĩ ra luôn đúng không? Đúng rồi. Trong một phút mà nghĩ ra được này là ok rồi. Thật ra thì nhiều lúc anh có tham gia một số chương trình rap thi đấu á. Thật ra nó còn khắc nghiệt hơn này nữa. Mà tại cái cảm giác khi mà mình rap thi đấu nó rất là khác so với khi mà mình thể hiện cái gì đó với một bạn nữ khác. Nó làm cho mình rất là bối rối. Ôi, mà em ghi nhận cái gì? Nãy giờ em nghe được gì em cảm nhận được này? Chắc là nghe kịp cảm nhận được sự bối rối. Theo mình thì Trâm rất là giống với cái mẫu người con gái mình đang cần tìm, cũng là một cái tuyết người mình đang muốn là người yêu sau này. Nếu mà hy vọng là nếu mà Trâm không phải là cặp đôi bí ẩn thì có thể là mình sẽ có một mục tiêu từ giờ ra tới cuối chương trình. Mình đã từng chở bạn gái cũ của mình rất là nhiều lần. Không phải trên cái xe này mà là xe cũ của mình. Và đây là cái xe mới của mình mà mình chưa từng chở cô gái nào cả. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mình cũng không chắc. Anh lắp cái
sau á là để tham gia cái chương trình này thôi á. Ừ. Tại vì xe này là anh chạy solo mà. Sau những phút đầu gặp gỡ, các thành viên cũng đã bắt đầu di chuyển về ngôi nhà chung. Không, em thắc mắc lắm. Tại sao 25 năm qua mà anh chưa có một mối tình? Anh đã từng thử cua cô gái nào đó chưa? Hay là anh không có để ai luôn? Hay là anh đã thử nhưng mà không thành công? Gần như rồi. Trước thì cũng có dạng như rớt một bạn, cực kỳ rớt luôn. Theo đuổi suốt gần như là 5 năm nhưng mà không thành công. Chỉ là ở mức rớt thôi chứ chưa gọi là chuyện mối tình chính thức. Quan trọng là anh có chịu khó tiếp xúc bạn đó nhiều hơn hay không thôi. Đó. Con gái á thì khó nhưng mà nếu như mà biết cách á thì nó sẽ cực kỳ dễ. Chịu khó tiếp xúc gần cho người ta hiểu về cái tính cách của mình. Wow. Vậy là anh nhận định và phải làm cho mình thật là men, thật là đàn ông, tát cái sự đàn ông đó ra thì mình sẽ thu hút được người con gái. Đúng là giống như tư vấn tình yêu vậy, hay vậy. Tại vì á, đơn giản em cũng cũng lão làng trong chuyện tình cảm rồi. Tại vì em cũng trải qua vài mối tình rồi. Và có những mối tình nó cũng ước ác, kiểu nước mắt, nhiều nước mắt nè. Hạnh phúc, vui vẻ có, nói chung là đầy đủ cung bậc. Và hiểu đàn ông thì cũng một phần nào đó khá nhiều. Wow, hay đó. 25 tuổi rồi mà anh chưa quen, chưa yêu ai. Em nghĩ nó cũng là một cái bất lợi. Nếu nói như vậy thôi chứ mình nói thì người yêu thì mình nói là yêu về nghệ thuật đó. Nó cũng xem là một người yêu của chính mình. Mình chinh phục được rồi đó. Cái cô gái của cô gái gọi là nghệ thuật đó à, nó là một cái trừu tượng khác. Và cái tình yêu giữa con người và con người nó lại là một cái khái niệm khác nữa. Đối với nghệ thuật thì nó đâu có như kiểu nó luôn chiều theo cảm xúc của anh. Còn đối với tình yêu, anh phải luôn chiều theo cảm xúc của tình yêu nữa. Kaka là một người hoạt bát, nhanh nhẹn, có chút gì đó thông minh và có tinh ý nữa. Bạn ấy lúc mà ngồi nói chuyện thì bạn ấy có nêu một phần về em thấy là khá đúng. Và em ghi nhận cái điểm đó, điểm cực kỳ ấn tượng của em đối với Kaka. Ở nhà chung, hai thành viên cuối cùng cũng đã xuất hiện. Rồi, chào anh nha. Hello anh. Em cũng tham gia chương trình à? Đúng rồi. Xem ra đây là một anh chàng khá là ga lăng. Chào hai bạn. Nhà mình tới đây chưa? Mình tới cũng được một lúc rồi đó. Cũng khoảng tầm 100 mới là người tới đầu tiên. Em là người tới đầu tiên. Bạn tên gì? Em tên Nhung. Nguyễn Bích Nhu, sinh năm 1998, là một người mẫu ảnh. Nhược điểm lớn nhất của cô là quá ít nói và nhút nhát. Thế nên đã cô đơn lẻ bóng đến hơn 3 năm. Sở thích của mình là du lịch và nghe nhạc. Thì tính cách của mình có một chút hài hước này, cũng vui vẻ hòa đồng. Nhưng mà có một chút đó là hơi rụt rè trước đám đông. Thì cái này mình cũng đang rất là cố gắng cải thiện. Còn mẫu bạn trai lý tưởng của mình là cao, phong độ, biết quan tâm, chăm sóc cho mình. Mình là Đạt nha. Mình Đạt, mình sinh năm 97. Phan Quân Đạt là nhân viên chăm sóc khách hàng. Và hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của mình đang làm đó chính là nhân viên chăm sóc cũng như là nhân viên tư vấn bán hàng. Nhược điểm cũng như là đặc xấu của mình là rất là trầm tính và ít nói. Đôi khi mình ít bắt chuyện trước. Mẫu bạn gái của mình là một người bạn gái là biết quan tâm, chia sẻ cũng như là tin tưởng và tình yêu. Và đặc biệt là phải vui tính. Hiện tại em đang nhỏ nhất nha chung ạ. Ừ, vô thấy mình già. Anh 97 mới già cái gì? 97 là cô hơn em 2 tuổi chứ mấy. Hay là để, ý là nói nhỏ hơn á. Vô. Không, mình nhìn ông chững chạc đó không?
nhìn ông kiểu ý là già đúng không? Kiểu ra đời nhiều rồi. Đúng, tôi đâu có cà khịa đúng rồi đó. Lúc mà mình đến ngôi nhà chung thì mình có gặp anh Đạt là người đầu tiên. Thì mình thấy anh có một chút sự chỉnh chu, trưởng thành, nhìn hơi men, ít nói. Ấn tượng như vậy thì cũng có một chút ở trong gu của mình. Ồ, wow, hình như là mọi người tới hết rồi đúng không? Chào mừng bạn đến với lớp thao ngôi nhà chung mùa thứ 13. Mình có thể gửi vali về nhé. Hai bên. Chào mọi người. Chào. Lại một cặp tới cùng lúc nữa. Giới thiệu mọi người, mình là Thúy Nguyễn, nhân danh của mình là Kaka. Thì khi mà mình đi đóng phim hay là đi hát thì mọi người sẽ gọi mình là Kaka. Mình năm nay 22 tuổi, sinh năm 98 và mình là diễn viên và ca sĩ tự do. Và đang là một thành viên của nhóm nhạc Ohio. Ohio. Hình như nhóm này nữ không đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là City Brother của mình đã từng đứng trên sân khấu với bạn rồi, chắc bạn không nhớ đâu ha. Lúc nào ta ở đúng. Chiếc nồi âm nhạc hay sao? Lâu lắm rồi đúng không? Mình biết Ohio là cũng nhờ cái lúc đó là mình mới team rap của mình với anh em với nhau thì có gặp mấy bạn. Lâu chưa? Cũng lâu rồi á. Ồ, vậy là anh là... Mình là Zuki đến từ City Brother. City Boy. City Brother. City Boy lại là một ý khác đấy nha. Xe phân khối lớn. Có thể là hai bạn kia tới. Lên bộ lên. Chào mừng bạn đến với lớp hao ngôi nhà chung mùa thứ 13. Chào hai bạn cuối cùng. Hello. Chào mọi người, tên là Hằng. Năm nay thì em 21 tuổi. Em đang là sinh viên chuyên ngành marketing của trường Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Chào mọi người, chắc là anh là người già nhất ở đây. Anh sinh năm 91. Nhưng mà nhìn anh trẻ, trông anh trẻ. Chào anh em. Nhìn anh ạc lắm luôn á, anh rất là nghệ luôn á. Anh đến từ Nghệ An. Anh rất là nghệ luôn á. Anh đến từ Nghệ An. Ok. Em cùng đến từ Nghệ An đi, quê em gốc Nghệ An đi. Vậy hả? Em ở đâu Nghệ An? Em ở Diên Châu, Diên Thịnh. Anh ở Cửa Lò, gần biển. Cửa Lò nghe luôn. Không biết. Mình nói tiếng Tràng Dân đi được không? Nhưng mà anh có viết rap bao giờ chưa? Anh có chứ. Có gì một xíu được không? Xíu hả? Ok. Sinh ra trong Nam nên gốc anh Hải Phòng. Đi vào trong sâu thì khiến em giải phóng. Đẹp trai đa tài có khiến em phải lòng, làm cho lòng em thái bình có phải không? Ở ngôi nhà chung mùa 13 này, mỗi phòng sẽ có 2 người ở và mỗi ngày các bạn sẽ đổi phòng với nhau. Ở ngày đầu tiên, Đông sẽ ở chung phòng với Trung và Đạt ở chung phòng với Long. Lúc tôi mới vô ấy, tôi nhìn sau lưng bên trong tôi tưởng là doanh nhân, kiểu nữ doanh nhân ấy, kiểu vậy. Cái lúc mà đi vô ấy, mới vô mới bắt đầu mới kiểu mới tìm hiểu rồi biết là trong không phải cái kiểu doanh nhân mà kiểu bên spa cũng hết hồn. Cái gu của tôi là vậy nha, là cứ gầy gầy, tóc dài. Nếu mà bé trong mà thêm mấy kính tôi âu tôi đổ không cần phải tán.
Theo ngày hôm nay em cảm nhận thì anh Long là một người khá là hoạt ngôn, hoạt bát. Mình cảm thấy khá thú vị. Cảm giác Hằng là một người nhẹ nhàng và thú vị. Cái ấn tượng ban đầu của mình về anh Trung là một người khá là trầm tính và ít nói. Mình cũng khá là ấn tượng về ngoại hình của anh. Anh có một cái gương mặt kiểu để lại ấn tượng mạnh cho cái người tiếp xúc. Ca là một người hoạt bát, nhanh nhẹn, có chút gì đó thông minh và có tinh ý nữa. Em ghi nhận cái điểm đó là điểm cực kỳ ấn tượng của em đối với KK. Thì mình thấy anh chàng này rất là dễ thương, là anh Đông đó. Thì tại vì anh rất là tử tế với con gái và có thể là anh tử tế với tất cả mọi người nên mình bị ấn tượng về phần đó. Lúc mà mình đến ngôi nhà chung thì mình có gặp anh Đạt là người đầu tiên. Thì mình thấy anh có một chút sự chỉnh chu, trưởng thành, nhìn hơi men, ít nói. Ấn tượng như vậy thì cũng có một chút ở trong gu của mình. Cái cô gái này là cô gái mình ấn tượng đầu tiên khi mà gặp mặt. Thứ nhất là ngay cái lúc mà đi vô cổng thì mình có đi chung với Nhu. Mà hai đứa rất là sượng, chào qua chào lời, chào qua không được. Cái thứ hai là mình hình như là mình có đọc ở trên báo, một cái trang báo nào đó mình đã thấy Nhu chụp ảnh giới thiệu đồ ở quán cà phê ở đâu ngoài đường đó, là có gặp rồi, có thấy, có nhớ mặt, nhìn thấy nó rất là quen.